Xin chào quý khách hàng, hôm nay thì em sẽ test cái con micro này để gửi cho khách hàng của mình. Khách hàng có yêu cầu là em test cái con SE V7MC1, cái đầu micro này nè mọi người. Cái đầu này thì mọi người đã xem trên cái kênh âm thanh số trí tâm của bên em là đã từng giới thiệu rất là kỹ rồi. Cái con này là bên Thúy Nga, Paris by Night, bên nước ngoài á, chứ không phải Việt Nam ha. Thì rất là nhiều ca sĩ đã tin dùng, ví dụ như là Quang Lê, Mạnh Quỳnh, Minh Tuyết đã dùng con này. Thì hôm nay thì thằng Tâm, tức là âm thanh số trí tâm bên em nè, sẽ dùng cái đầu này. À, này mình hát thì giống Quang Lê ha mọi người. Thì em sẽ sử dụng qua cái tay mic của DB750 Plus. Nhìn màu mè ba lá hẹ mọi người, nhìn đẹp không? Đây, cái đầu thu của nó là như vậy. Đó, nhìn đẹp chưa? Cái bộ DB750 Plus này nè, là bên em bán thời gian vừa qua là rất là chạy. Không rõ lý do vì sao mà rất là nhiều khách hàng thích. Thì em thấy là thứ nhất là nó đẹp, thứ hai tiếng nó lớn, thứ ba là mình có thể thay đổi linh động bằng các cái đầu micro Shure hoặc là mấy cái đầu V7MC1 này nè, thay vô là hát phải dùng từ là nhức cái nách luôn nha mọi người ha. Rồi, không có nói dài dòng nữa, bây giờ thì em sẽ cố định cái máy điện thoại nó xa xa chút xíu để em sẽ test thử tiếng cho mọi người cùng nghe nha. 6, 7, 1, 2. Chuẩn bị cái buổi livestream sắp tới nha mọi người, tức là tối thứ bảy tuần này thì em sẽ sell off một con micro Shure SLXD đầu Beta 87. Lý do là khách hàng chơi hàng Trung Quốc loại 1 nên thôi em sell lên cho em may mắn cả năm ha. Rồi, mọi người vừa nghe thử qua tiếng của đầu mic SE V7MC1. Đây là cái con của Như Quỳnh hát nè, của Mạnh Quỳnh hát nè, của Quang Lê hát nè, Minh Tuyết hát nè, nay tới gần Trí Tâm nó hát nha mọi người. Em sẽ hát qua thông qua cái bộ mic DB750 Plus. Vừa rồi thì cái model này nó rất là hot. Lý do là không biết lý do vì sao, chắc là PR giỏi quá ha. Thì cái con này cái điểm mạnh như em nói từ đầu, mình có thể thay đổi các cái đầu micro Shure, ví dụ như là Beta 87 hoặc là Beta 58 hoặc là tệ nhất là SM58, thì nó cũng rất là đã, rất là phê ha mọi người. Tiếng như nào như này là vô cái điện thoại là như vậy ha mọi người. Tiếng trong tiếng ngoài là như nhau ha. Thành ra không có gì ghê gớm hết. Rồi, bây giờ em sẽ test nhanh thôi. Em sẽ cho effect lên cho mọi người nghe nhé. Vô 6 7 1 2. Ok không? Để em cho cái remote cho cái bài nhạc nó lên nha mọi người. Nay sẽ hát reverb. 6 7 1 2. Ok, đúng không? Đó, em sẽ cho effect lên miếng nữa nè. 6 7 1 2. Nghe được không? Ok, hát vậy mới khai thác được cái chất lượng tiếng của micro ha mọi người ha. Nhạc vô. 6 7 1 2. Nhớ chiều nào em đến thăm anh, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân giăng mờ trắng khung trời, ngồi bên nhau lưu luyến, mưa thấm mướt đôi bờ vai, tiếng nhạc tình sao xuyến đôi tiếng. Mưa sao hòa nước mắt ân tình, tay đan tay trong tiếng đàn trầm, nhìn nhau nhưng không nói, sợ tình yêu trong phai. Thấy ok mọi người? Thấy được không? Thấy cái tiếng con này như thế nào? Cá nhân em đánh giá thì tiếng nó sạch, rõ, trung âm dày, tương đối mỏng. Bởi vì đặc điểm của những thằng micro mà em thấy hàng xịn sò thì nó không có dày. Em thấy thực sự nó không có dày. So với là Shure cũng như vậy. Shure thì Beta 58, Beta 87 cũng vậy. Tiếng nó sạch, rõ, nó cũng không có dày. Ha, chỉ còn có con SM58 thì em thấy là tiếng nó rất là dày. Nhưng mà thường dày thì nó sẽ trở nên là gì? Tối. Nên là nó không có sịt nghe cho nó đã ha. Thì vừa rồi em đã test thử một vài câu cao kê ngêu ngao cho nó vui ha mọi người.
mọi người đeo tai nghe để cảm nhận được cái âm thanh đây. Cái bộ loa mọi người đang sử dụng sẽ là gì? Đây nè, CAF nè, X12 Pro. Hết phim ha. Đẩy em sẽ dùng là con đẩy đây, D4.12, 4 kênh, 800W một kênh, class H ha. Con này thì con này giá em thấy cũng mềm thôi. Trong tình huống này em có dùng con súp nha mọi người, súp CAF CA18S, súp 50 ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Lưu ý chờ thứ bảy tuần này để đón xem cái buổi livestream để mà mua được cái sản phẩm rất là hấp dẫn, rất là hot của Shure SLD đầu Beta 87A nha mọi người. Đặc biệt hàng Made in China, Trung Quốc loại 1 do Tiến Ngọc phân phối ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.